Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chơi cái trò fishing lớn này nha, câu cá nha. Hôm nay mình sẽ farm kiếm tiền nha. Sẽ farm kiếm tiền. Ok, mình sẽ tiếp tục farm kiếm tiền nha các bạn. Ok, hôm nay mình sẽ đây farm kiếm tiền và kiếm XP, experience là kinh nghiệm của các bạn, kinh nghiệm là lên cấp á, có kinh nghiệm mới được. Farm ở hồ Quay mô xe lắc nha. Hồ này quay là trắng phiếu rồi. Đó, thấy chưa? Mình có mua được cái cano rồi nè. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy cano mình chưa? Đó, cái xuồng á. Đó, thấy không? Đã chưa? Đó, thấy cái xuồng mình đã chưa? Đấy. Thôi mình ở cái này mình câu đi. Hồi nữa mình ra ngoài xuồng mình farm sao. Giờ mình ở đây mình câu. Câu con nó thanh bay á để có nhiều tiền, giá trị nó cao, nó 200 mấy đồng ký, còn mấy con cá này có 100 đồng ký à, không tới 100 nữa. Câu cá mười mấy ký mà cứ có 1.000 à, chưa được 1.000 nữa, mười mấy ký mới có ta 700-800. Nản lắm, cho nên là thôi mình lần này mình câu con cá này để mình farm XP nhé, mình farm mình kiếm kinh nghiệm lên cấp thôi, còn chuyện kiếm tiền thì tính sao đi. Kiếm tiền thì mình cũng farm con này cũng có tiền để mua đồ rồi, không cần tiền cho lắm, mới mua được cái cano rồi. Không có kinh nghiệm á, nó có kinh nghiệm nó mới cho lên cấp, mà con kinh nghiệm lên cấp rồi nó mới coi mở khóa, mới mở khóa mấy cái gần câu lớn, gần câu mà câu được cá bự nha, câu mười mấy 20 ký vậy, 19 vậy. Rồi vậy cần nào vậy? Ồ, đó là cần số 2. Trời ơi, cần số 2 lần nào cũng đứt cái chân đụng á, thiệt chứ chán thiệt chứ. Oh shit, mẹ không gấp nó luôn. Lần nào cần số 2 cũng đứt hết. Thiệt tình. Hôm nay mình phải cải thiện mấy cái cần casting này coi. Mấy cần casting này đứt quá rồi đứt. Điên nó thiệt chứ. Ồ, chù chà ơi, cái số 3. Số 4 nó thiệt chứ. Nó luôn đùng má đứt dây luôn các bạn. Tình vô mấy cái hồ kia, hồ qua kinh lắc, nhưng mà cái qua kinh lắc nó
cá rẻ tiền quá, kinh nghiệm nó ít nữa. Mẹ vô trong đó là được cái gì trong đó mà mắc chết mẹ luôn, mười mấy ngàn đồng mới vừa vô cái hồ đó, này chỉ có 7.000 đồng à, 7.000 là ta vô cái hồ này rồi. Mẹ trái vô khó nó cao lắm, không biết có cái gì trong đó mà trái vô khó nó cao vậy. Mẹ coi trên YouTube mình thấy anh em câu cá, mình câu mình cái hồ đó con cá chưa được ký, chưa được 100 nữa, mấy chục à, mấy chục ký à, 50-60 ký, câu má câu 30 à, 30 ký cá, 30 ký cá mà chỉ có ngàn à, ngàn đô à. Vậy là gấp 3 lần. Mình không có live cam nha các bạn, hồi xưa mình show cam nhưng mà ít người xem quá, khi clip mình đăng lên chỉ có người hai người xem à, có một bạn hai bạn xem à, nên là nói cho bạn nó nghe thôi đúng đấy, thì còn show cam ra nữa thấy giống như tự kỷ á. Nhiều kinh nghiệm chắc mình lên tàu, mình lên tàu thì mình câu cho nó đủ số lượng cá của mình, hồ này mình còn cho câu con bô trót nữa, bô bốt trót phi có unique, chưa câu được unique, câu được trót phi à. Đêm này không có, mình đổi qua ren bay nhé, đổi lưỡi sáp. À đồ mẹ dữ vậy, mẹ con gì dữ vậy, từ từ thôi mày. Ồ, bự ha, mới nói không có cái ảnh này xuất hiện liền, linh như chim cú luôn á, đồ má làm gì vậy, làm kéo cứng câu như vậy mày, con mười mấy ký mà kéo còn vô mà mày mấy ký, đồ má 19 ký á, tha nó tha đi, tha cái lưỡi câu đi 100 mét, 100 mét rồi tha để về kéo được cho về cho nó tha luôn, nó tha hồi đó nó mệt, nó tha hồi đó nó mệt là cái là mình kéo nó từ từ về.
từ từ về kéo lên bờ luôn đù má. Cho nên cái cần của mình lúc đó cái sợi dây mình có 7,7 kg à, sợi dây 7,7 kg mà mình câu được con cá 19 kg, đù má không hiểu luôn á. Mình nói thôi chết mẹ rồi, con cá này này đù má thôi chết đứt dây rồi. À, thì ra là mình đừng có kéo căng quá, mình để nó chế độ là còn 1-2 nấc á, còn 1-2 nấc đừng có kéo căng sợi dây quá. Thì nó kéo cho con, nó kéo cho con cá, cho nó kéo, nhưng mà nó kéo hồi nó mệt. Game này nó làm là đúng là chính xác là con cá là sao là nó làm vậy luôn á, cá nó kéo mồi sao luôn á. À, nó cá hồi nó kéo hồi nó mệt rồi nó phải rút mình kéo đi về phía đường câu, mình kéo nó về tới đâu mình kéo lực nhẹ thôi nó cũng về phía mình nữa, là tôi gọi là mình là câu kéo nó chứ mình đừng có dùng hết sức cần câu. Cần câu mình bao nhiêu đâu mà dùng hết sức cần câu là đứt dây đứt lửa hư ba cái máy quay tay quay hư tay quay luôn đó. Đó, không? Rồi anh về đó, từ từ thôi. À, đồ mà lên luôn coi. Ô, mày bao nhiêu ký mà làm dữ vậy? 7 ký mấy mà làm ghê, ầm đùm mười xèo á. Các bạn thấy không, 700 mấy không, nó là 100 đồng ký á. 100 đồng ký á, con này 100 đồng ký, còn nó thanh bài 200 mấy á. Trophy nó thanh bài là 200 mấy á. Đó, cho nên muốn kiếm tiền thì câu con trophy nó thanh bài á. Rồi. 7 ký hả? Trời con này chốt phi lắc trót mà trời cái 7 ký mà làm ghê vậy. Mà lỗi qua cái lưỡi kia coi. Đây nè. Medium mà. Medium này 42 gram. À cái này 48 gram này cu. Đó thấy chưa. Có lên bài nữa nè. Ồ thấy chưa. Rồi chơi cái lưỡi này sẽ có hàng khủng đó nha, nhiều hàng lắm á, hàng này hàng kia tùm lum hết á. 48 gram thì còn nó bơi đi tới đâu, 7 mấy không, trời 66 à, đủ con ăn nha các bạn. Lưỡi này nó nhiều con ăn hơn. Cái medium spoon đó thì chỉ có con lắc chóp là chính. Lắc chóp chứ ớt bê lắc. Mấy con kia chưa thấy ăn. Còn cái con cái sát này thì nhiều con ăn lắm. Con nào cũng ăn hết. Lưỡi chóp cũng ăn luôn. Nên mình vừa dùng lưỡi này thử coi. Thấy nó đang ở trên lít cá nhưng mà nhiều khi nó đang không đúng. Nhưng là cái hồ bên em Rolac á, ở bên đó cái con quân lây á là nó ăn cái lưỡi lưỡi gì lưỡi worm. Thấy nó đăng lên là ăn lưỡi worm mà lên mình lure cái lưỡi worm á. Worm mà nó không ăn không dính mà vô narrow spoon thì nó dính. Đâu mà narrow spoon nó xếp hàng cuối á. Để con walleye ăn con đầu tiên nhất là worm. Sau đó tới cái gì đó. Sau đó mới tới cuối cùng á là nó mới ăn narrow spoon. Nhưng mà cứ lure narrow spoon là có à, còn lure cái lưỡi xe sát kia quầm kia thì không có còn gì ăn trời. Thấy không, thấy lít cá để tầm bậy để chỉ tham khảo thôi.
thế. Xưa mình lưu ra mình kéo mà nhấn trái chuột là được rồi, thì cá cũng ăn vậy, nhưng mà như là nó ít hơn là cái trích trích chin này, nó ăn nhiều hơn á. Thấy mình vừa nhấn trái chuột mà mình vừa nhấp ra phải chuột, nhấp rồi buông, nhấp rồi buông, nhấp phải chuột rồi buông, nhấp phải chuột buông, thì nó trích chin, trích chin vậy, cái lưỡi câu nó cái nhảy nhảy nhẹ nhảy, cá nó ăn dễ ăn hơn, mình nghĩ là vậy. Ủa thì sổ không có nào câu gần mình á, cá nó nhảy à, có đồ quá, mình lưu ra mà cá nhảy theo trời, ăn mồi à, từ từ mà ăn mồi, muốn ăn nhảy theo chi mày. Đã không? Nhìn thấy mặt nước đã thì tôm veo yên bình, tuyết rơi nó cảnh đẹp như vậy thì câu cá còn gì bằng nữa đúng không các bạn? Đó, nó tuyệt vời chưa? Chơi mà chơi mấy cái trò vậy nè, nó thư thái đồ óc, sướng tinh thần mà nó sảng khoái. À, chơi cái trò mà bắn lộn đâm chém nhau kiểu thì nhìn thấy ghê quá. À, từ từ cái tâm tánh mình nó cũng tốt. Bạn chơi game này tải miễn phí nha, tải trên Steam store.steam.com gì vậy? Là cái kho game của Microsoft đó. Bạn đánh vậy là nó ra kho game của Microsoft, nó chuyên làm một cái game ở trên hệ điều hành Windows. Vô đó các bạn tải miễn phí, nhưng mà chơi game này chơi miễn phí chơi lâu lắm. À, đó, nói nó dính rồi. À, các bạn phải luôn lúc nào cũng chờ cái phím ship nha các bạn, để nó buông nó nhảy về phía mình á, cái lưỡi dây nó bị dùng lại, cái dây nó bị dùng lại là nó dễ vuột lắm. Cho nên thủ sẵn cái phím ship, khi mà nó nhảy về phía mình dây dùng lại là mình phải ship, là mình thu dây cho nó nhanh, thu dây cho nhanh cho dây nó căng nó mới không xảy con cá, còn không là con cá nó cứ xảy hoài vậy đó. Mày mấy ký mà mày tuổi gì mà mày cứ nhảy nhót hoài mày, nó lên luôn mấy ký à, mà làm ghê á, 4 ký chứ nhiêu trời, thua nó thanh bay nữa, nó thanh bay là nó quất một cái là 6 ký. Có phi là nó 6 ký đó nha, rồi chính xác là 100 đồng ký đó, con lắc chốt, thấy nó farm nó kinh nghiệm nó cũng nhiều lên qua cũng bao nhiêu, thấy không? Thấy lưỡi sách này nó cũng dính lên đó các bạn. Mình
mình hy vọng là nó sẽ dính cái con buộc chốt chốt phi Unicode chốt rồi con chút chiếu rồi cá gì cái chút chiếu rồi lăm xp à kỳ rồi farm con này cho lộn ít xp quá vậy lăm hỏi cho được là tôi farm con kia quá farm nó thầm bay quá farm xp này thôi mục đích là farm xp mà chứ như farm tiền thì tao đi farm con nó thầm bay rồi mà con gì nữa vậy nhảy à luôn má công nhận cái con Sada sát này lưỡi sát này nhảy ghê nha luôn má farm mấy lưỡi kia thấy không nhảy farm lưỡi này nhảy cực kỳ dính liên tục luôn gì vậy lôi đi á à? Oh, mẹ nó mới đây lôi 50 mét à kệ nó cho nó lôi luôn á cho lôi 100 mét luôn á cứ giữ vậy đó hỏi lôi hỏi nó mệt nó về lôi quá trời mệt rồi nó quay về thôi đơn giản cho mày lôi đó mày mấy ký tao còn lôi gì được mà mày có mấy ký nhiêu tuổi gì hả nó nói mua phóng gì mình đó nha các bạn chừng nhấn ship á ship thường dây cho lẹ đó má con này nó manh động ghê chứ nó nhảy tới nhảy lui ghê chứ coi kìa rồi nó manh động kìa nhưng manh động nhảy hả nhảy hả nhảy về đây đi con đụng mẹ mày mày á mày thích cha mày luôn nhảy hả rồi thấy bạn thấy vui không vui quá thì chơi trời các bạn ơi chơi đi chơi game này đi chơi trò này đi đụng chơi trò nào nữa giờ chơi trò này là nhất rồi hay nhất rồi đó thấy chưa đã tay gì đâu bắt cá lên thì nó không đã bằng việc để kéo con vàng cá vậy nè kéo cá vậy nè nghiện luôn á cảm giác thật là vô mốt kéo cá vậy nó mới đã tay nè mà bắt con cá lên rồi thấy nó ơi trời ơi thì ra mặt mũi con cá vậy hả mấy ký vậy hả rồi vậy hơi nó hơi cũng vui nữa nhưng mà nó hơi vui vui rồi. Mà vậy là vui nhất nè đồ quá nó đã gì đâu thấy thường câu nó cong cá nó gừa nó lôi sợi dây nó lôi ra ngoài nó chạy ra ngoài nhìn thấy nó đã gì đâu ngon ngon nước trong veo luôn không cái hồ chân như thiệt luôn á nước lăn tăn gợn gấu nè thường câu cầm đây rồi tiết rơi nữa rồi cá ăn nó rồi mẹ các bạn muốn là không có thấy gì trên mình đâu y như thiệt luôn mà nhấn cái nút số phẩy nha phải là nó tắt hết trơn tất cả cái tín hiệu trên màn hình đó nó chỉ y chân như khung hình thực tế luôn nhưng mà lúc đó mình sẽ không thấy được cái reo sức căng của dây của reo á màu ở bên tay phải màn hình đó nè đó, thấy không y chân thực tế chưa đó y chân thực tế chưa nè giờ này mới thấy nè thấy không đồ má men 30 mét rồi nó lại kéo ra 40-50 mét nhưng nó không thể nào kéo 100 mét được chứng tỏ con cá này không tới 10 ký đâu cá 10 ký mười mấy ký là nó lôi đi 100 mét 200 mét bình thường cần câu dây câu này nè chứng tỏ con cá này nó khoảng chừng mình đón cho chừng 6 ký 7 ký là cùng 6-7 ký là cùng rồi mà hồi nó dớt lên 5 ký nên trời cũng chừng đón
đón tiền sáp với kia. Nó muốn nhảy về phía mình đó nha các bạn. Thủ sẵn phím ship như phải chuột nha. Thì nó nhảy về mình là phải chuột nhấn lẻ. Ồ đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Nó nhảy về phía mình cho mất tín hiệu không? Thì dễ xảy lắm. Nhấn ship liền. Nó giật liền. Chiếu mà mình bị đặt manh động kéo dây đi ra tới 60 mét nữa. Hôm nay con nhảy ghê, con này nhảy ghê. Nhiều con mẹ nó muốn nhảy về phía mình là nó trốn thoát. Đi đi con, gì phải farm gì phải ăn đi con. Đã thiệt chứ các bạn, cảm giác đã tuyệt vời. Có điều tội nghiệp sợi dây quá, mình chắc mình thay sợi dây quá. Họ 49%. Vậy yếu quá rồi. Được mà xong đợt này chắc cái cần nó cũng còn 60% quá. Giờ nó còn 77%. Cái đeo cũng 70% mấy%. Được mà con mấy cái này nó không có nhiêu tiền. Mà nó tốn cái đeo quá. Mà nó tốn quá. Tốn đeo tốn cần quá. Về sửa lần chi phí sửa lần nào cũng mấy ngàn chứ, 6 ngàn 7 ngàn không à. Má sửa reo sửa cần thì phải 7 ngàn 6 ngàn không à, què vậy. Lên đi mẹ ơi, để tao giúp con kia nó ăn rồi kìa. Lên đi mẹ, mấy ký đây? Ô 12 ký. Ngày 2 đó chưa, 100 đồng ký. Ok, 12 ký. Được má, sao vậy? Thằng số 4 nha. Thằng số 4 giờ này, thằng số 4 này nó làm gì mà nó đi đâu cũng tiêu rồi ta. Về mày. Ồ đồ mẹ. Tình. Trước mình dùng dây này nè, 7 ký 7 nè, mà kéo con cá 19 ký. Má đéo hiểu luôn. Thank you.
đục mẹ dính nữa kìa. Ồ đục ma. Men. Kéo căng nó dày dữ ha. Mấy ký thì còn kéo vô được mà. Ồ mẹ. Nghe. Để cha mày chứ. Vô luôn đi con. Lên luôn. Rồi, 4 kg. Đẹp quá, cảnh đẹp thiệt các bạn ơi. Ở trong nhà có cái nhà đẹp nữa, nhà đốt có đống lửa rồi má, nhìn thấy đã lắm. Nhà đang mùa đông lạnh lẽo mà có cái nhà đốt lửa, nhìn thấy nó đẹp, nó ấm cúng sao đó. Trò này bạn, để cho cái lưỡi này nó chìm xuống dưới á thì mình sẽ hả quá ha. Ấn tượng thật là đẹp à, là chuyện mày coi chứ giống như là mình tự kỷ vậy.
Thank you.
Thank you.
Thank you.